Mắc mưa rồi ha. À, con đi mà có đám mưa trên, mưa mây trên đầu. À. Coi có điện thoại này kia đồ mình để vô đỡ ướt. À, gọi đi tiếp. Xe ngoại ơi. Ôi. Trời thu ảm mưa đàm mai bi, nàng tay dương dấn cùng gì trời yên. Thảm thương lê thế ưu phiền, gài xuống ve luôn. Chớ lầm đâu có lo riêng nội mình. Mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh, đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta. Miệng cười ta bảo hằng nga, làm ơn gọi chữ sang. Nắm quên lên. Trời ơi, cái nóng lên nó chạy luôn rồi. Xe. Xe hơn. Xe. Nhắm trong cõi tạm nhiệm màu, ngặt mang xác thịt khó hầu cao bay. Xe. Mình đi một bên thôi. Xe. Giờ đọc đi cậu. Rồi mời quý vị tới cái quán, nhất là quán bún riêu, cái mình dừng lại. Ai có bụng thì mình ăn, không thì mình nằm giỏng nghỉ luôn. Xe. Nam mô A Di Đà Phật. Trời và tay khéo khéo luôn, sắp chỉ cho ngọt pha buồn lẫn vui. Xe. Đi luôn. Luôn những sóng sôi, cảm trong nhân trùng lắm người giờ dân. Lên quán cũng kêu đi. Vậy hả? Chậm. Con này. Cho Quỳnh quay cái nồi bún riêu chút nha. Bún riêu thoải mái nghe, có rau. Đồ cũng đã thêm. Riêu chai. Ở đây bún riêu thì là hả? 20 ngàn một cô ngon đi, mấy cô ơi đi tiểu tiện rồi không lấy tiền. Không muốn không biết. Bà chủ bán bún riêu xinh đẹp. Dạ. Dạ. Người thường. À đây là trên núi Cấm nha, có nồi bún riêu mà cô nấu chắc là ngon. Dạ. Cũng có bọc viên điển nè quý vị. Quý vị thấy không? Dầm mưa dãy nắng chỉ có anh Thuận nè, anh còn mang cái bụng bầu nữa nè. Cho khỏe khoắn tinh thần lại á thì mình mới chui hang. Thì vô đây mình dùng bún riêu ha. Thì ở đây mình ăn nhiều thì kêu cô chủ sẽ dùng nhiều, và ăn ít mà rau nhiều thì cũng ăn luôn. Mà giá thì chỉ có một giá thôi, đó là 20 ngàn.
Không có. Rồi mời quý vị. Quý vị thấy trong cái chiến đồ này đi, thấy anh Phận anh vừa mà dằn cái cục đá này, hồi nãy giông bão đó mà không có cái cục này vai anh luôn rồi. Rồi bà con mình cứ ghé vô dùng bún ha, bún riêu nha. À rất là ngon. Thì qua cái ăn mắm đi, mắm vô. Ăn bún mình để giao thêm đi qua cái tay con nha. Trời ơi. Dướng quên. Dạ bà con có ai uống thì mình dùng, không ăn thì mình cứ việc còn nghỉ. Thấy muốn thì có đâm mía bên kia luôn. Những đá mía 10.000, bún 20.000, cô bác cứ việc ăn thì thoải mái đi, rồi để tiền đó anh xỉ trả. Từ từ đường trơn trượt. À, phái đoàn cũng đã đến điện 13 rồi. Thảo ơi, chào với cây Thảo, chào anh Tài cái Thảo. Thảo ơi. Cưng có muốn nói gì khi mà trời đang mưa như vậy không? Tới đây là hết tô uống riêu rồi, tới đây hết tô uống riêu rồi. Còn lên nữa không con? Không, tới đây là trung hang đó. Trung hang là mình lên luôn ha. Ừ. Cái gì ở sao cứ nói. Chút còn đã xuống chút khúc rồi dài, sau tới Vũ bắt đầu quay xuống đây nè. Anh Vũ, anh xuống đi cho người sao. Tới anh Vũ ơi. Tới anh Vũ ơi. Tới đi. Tới đi. Rồi từ từ mấy cụ ơi, từ từ. Tại vì đường á, cái cục đá nó có gồng á, nó trơn dữ lắm nha. Từ từ ngoại ơi. Có ai đó nắm ngoại tôi. Rồi. Một giới là ông chưa dám bay dốc này. Mưa lắm dốc. Tiếng cành ta dời từ ngày ta ở giữa kề mấy năm. Đúng rồi, bước vô theo mấy cái bực bực để mà vừa cái giò của mình á, cảm thấy cái giò mình bước xuống được là. Hello, xin chào. Mừng không? Xuống tới đây là mừng không? Thôi đừng có nói, để hơi tôi không dám bỏ tới đây. Anh Vũ ơi, Vũ cố công quay phim anh, bây giờ mưa cứ không nè. Dạ. Ôi, coi chừng. Câu anh Vũ đặt cái một cái nó hợp với bà Trang, chưa từng thấy nó hợp thật chứ. Gì? Cái cây hợp luôn. Ủa, Vũ Trang. Câu anh Vũ có câu hay lắm. Từ Trang ơi. Thôi mưa lớn rồi, tạm ngưng video. À, tôi chết với đợt này, mấy hướng dẫn với bà Năm, với bà Ba, với bà Năm bên đây là đi xuống hàng trước nha. Bà lãnh đi cái đòn nè. Năm tuổi nữa. Cũng năm tuổi với này vô lò luôn rồi. Để cho sư phụ là đi trước. Chưa. Dạ kính thưa cô bác, ở đây gọi là hang điện 13 tầng. Để con bớt đi cho là con bỏ lên.
1, 2, 3, 4. Kính thưa quý vị, đây gọi là điện 13 tầng, hay còn gọi là hang mẹ đẻ. Là vì khi quý vị xuống làm dòng đẹp lắm, mình sẽ đếm nha. Đổi kiểu lương hương này là một. Chừng nào tới cái lương hương thứ 13 là mình trổ ra ngoài, gọi là điện 13 tầng là 13 cái lương hương. Còn thứ hai gọi là hang mẹ đẻ hay là mẹ xanh á, thì ở trong khi bước xuống thì nó hơi dễ, nhưng mà tới cái giờ sắp sửa khỏi mà hang á, lúc đó nó cũng hơi khó chút xíu, cho nên phải có bà bụi ở trong đó làm bà bụi đừng đỡ đẻ ra ngoài, cho nên gọi là hang mẹ đẻ là vậy đó. Chút nữa mấy đứa con sẽ kiếm một cử lên một người làm bà bụi ở trong đó. Quý vị cứ việc vào bên trong thì cũng y gan hồi nãy, là cái người đi trước đó thì cũng dòm những người đi sau. Quý vị nhớ đừng để cho cách thẳng xa nha. Cái hang này đó thì nó dễ hơn hang nãy. Hang này là siêu mỏng siêu dày, đi cũng được hết trơn. Nhớ là quý vị đi cũng kỹ kỹ coi cái quần của mình lại nha, tại khúc trong nó rất là chào đời đó. Nhớ là ai mà quần thun cái kỹ lại trước nha, dặn trước để dặn dò trước để đi lên trong kỳ. Tại cái lúc mà mẹ đẻ đi ra đạp tà trò để dính cái ống lại đó. Nghe dặn trước, dặn quý vị đi, dặn kỹ kỹ chút xíu. Tới đó nhớ giờ đi, giờ bò ông ta, giờ dĩnh nha, cho nó an toàn. Rồi ông Vũ mặc cái quần đen nè, cái bên cái hang gì bển anh đúc chức, hang điện kính. Rồi ở trên hai cái ông đạo kia kéo ổng, ổng đâu có tay chân đâu mà ổng chịu lại. Rồi ông nói đừng kéo nữa đại ơi, nó kéo rồi sao quên lên, nó cái quần quên nó văng dưới rồi. Đừng kéo lên, hai tay lên là cái quần sao đâu có chịu được đâu, dùng cái ống có ống rộng nữa. Rồi rồi giờ cô bác mình xuống hết chưa? Rồi mời quý vị. Dạ bây giờ mình cúng cái mình xuống từ từ, nếu mà ở trên xuống thì cũng đi theo khúc sau, cái giấc này đây mình cũng đông rồi. Và mời quý vị sẽ đứng lên chúng ta làm lễ. Thì đợt này nút nhất với đệ tài là chung hang đầu tiên nha. Cái đĩa này cũng được đăng lên trên mạng rồi, có những người ở ngôi nhà ta xem. Ông mẹ đâu, đốt đèn lên cái ai. Giờ là đăng lên giờ bên Đài Loan mới người ta coi, nó công nhận cái đoàn đi luôn. Vui, hết sức vui rồi đó. Đốt đèn lên giữ rồi. Quý vị khi lên miệng hang này mình cứ đi thẳng lên cái chỗ hồi nãy nha, cái chỗ mình để đồ trên cái quán trên á, là mình không có xuống lại cái quán bún riêu nha. Tức là từ cái quán trên đây là mình đi thẳng lại vô đầu, mình còn cái hang cuối cùng nữa là cái hang thơm nữa mình mới về. Rồi xong. Rồi kính mời quý vị hướng về tính điện xá ba sáng, chắp tay lên chán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bại Núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay phái đoàn chúng con hiện diện trước điện hang 13, xin thành tâm cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chư vị sơn thần trong vùng năm non bảy núi, xin gia hộ cho tất cả chúng con vào trong hang được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn tốt lành, khi trở về nhà được giải quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đình được ấm yên hạnh phúc, sớm phát bồ đề tâm, thuận tiến tu hành, đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bốn sáng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xá ba sáng. Kính mời quý vị cùng con niệm 10 câu Phật mình hãy vô hang.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Và chỉ trình niệm Phật là xong. Quý vị xuống hang cũng nhớ niệm Phật ha, niệm thầm cũng được, mình niệm ra tiếng cũng được. Đó, phái đoàn bây giờ đang chuẩn bị chui vô hang rồi. Chui vô luôn chứ chuẩn bị gì nữa. Quay luôn mà. Nhìn xuống đi chị, nhìn xuống. Chưa chưa, từ từ đi, từ từ đi. Nhìn xuống, em kêu nhìn xuống, thấy chị nhìn lên rồi. Tại trên đó quay trên đó là tại dưới đây có hồ cũng thấy đường đâu quay. Có, thấy đường. Rồi. Xem hàng dễ cho hơn. Đứng cái thế này quay đúng bài bản luôn rồi nè. Niệm Phật lên. Niệm Phật lên mọi người ơi, niệm Phật lên. Ai đi trước chân nào nhớ nói trước. Cẩn thận nha Thảo nha. Chân trái đi trước hả? Dạ, mình nghĩ giấy đi rồi mình đi cái gì? Tài giỏi nè. Ừ. Thông báo tôi sẽ bao cấp. Cô bác mình cứ xuống mình cứ niệm Phật theo. Dạ. Từ từ bác ơi, từ từ. Đường nó trời nó mưa. Đường nó cũng hơi bị chợt hơi. Xuống đi cẩn thận. Tại vì cái lâu ngày cái đá nó có gông á, nó chợt mình. Hồi nãy đi cũng hai anh em vậy đó. Dạ, nãy nó chợt có. Đi nhìn dưới giò nha. Để coi chừng khi có nó cục đá gì nữa. Thôi. Chú hang một buồn ngủ hả? Chưa gì đã ngáp rồi. Tình lực chứ. Vật đây chui hết cái hang này. Còn hang nữa không? Thì chá mắt không? Ăn cái hang gì chú? Cái hang kia hình như là cái hang gì nói cho cũng quên, hang thôn gì đó. Bay qua tảng đá bên đây coi. Dạ. Vô hang chui vô hang. Cho đèn lên rực. Rồi lên. Vô miệng hang cái mình niệm Phật. Phật đi. Chùa qua bên kia giải hết quả căng rồi, bệnh tật tiêu trừ rồi. Rồi bà con mưa thuận gió hòa đấy, như hổm gài cái như là có mưa đó. Khoảng sau mình đi từ từ nha.
đừng có chen quá cái này. Này vô hang quay luôn mà. Đang trong hang luôn. À, đọc đâu đọc lớt lớt lên lượt một giây hơi bị hay đó. Có bệnh tật tiêu trừ gì đó muốn gửi lại chui ngang qua bên kia gửi lại bên đầu bên đây. Niệm giá thầm trong tâm. Ngang có cái bàn hương án ở đây nè. Xong này đốt cây nhang, cây đèn cầy lên vậy chứ có mấy ông này thiệt. Có cái miếu đó bà con, có cái miếu này bà con ngang xá xá mình có cái lòng thành. Đây là quá trình mà bà con đang chuẩn bị chui vô hang mà điện 13 đi từ từ. Đồng. Đi từ từ. Cái miệng hang nằm đâu á Vinh? À. Miệng hang á? Đây gì nè em có biết đâu, chưa có chung. Cái miệng hang lên đó hả? Ừ. Không có biết. Ở dưới hả? Rồi. Ở dưới là bắt đầu lên hả? Ở đây kia cưng coi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay cũng đủ nhân viên đoàn chúng ta đi qua hang 13 thì đang lúc chờ đợi thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện rất là ngắn ngắn. Thì mẫu chuyện đó mang cái tính chất là gọi là để xây dựng trong bà con chúng ta không có còn bị mê tín dị đoan mà nó ràng buộc. Thì vừa rồi đó quý vị, trong cái chuyến đi mà ở chùa Thái Sơn đó
thì cái đoàn đi ra xong, con nguyện giấy Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy thì cầu cho cả đoàn xong rồi, thì bà con này mới thấy cái lời văn nguyện của mình rất là hay. Cổ mới đi theo con, cổ mới nói thầy ơi, thầy ơi cho tôi hỏi cái này cho thầy. Thì con mới nói là dạ thưa cô hỏi cái gì. Bây giờ á hai cái giò của tôi á thầy ơi, nó lạnh lạnh, nó ớt ớt lạnh, nó nổi da gà hoài nè, lâu lâu nó rung nè. Con nói rồi cái này cô cảm nhận là nó bị bệnh gì không? Không thầy ơi, cái này là bị giông nhặt, giông heo. Cô nói giông heo chết cho, vì giông này là nó theo như vậy là do cô kêu nó phải không? Không có, tôi không có kêu, tự nó theo, không kêu sao nó theo. Thì tôi mới nói nếu mà cô không kêu nó thì nó không bao giờ theo. Thôi được rồi, bây giờ cô muốn tôi gỡ phải không? Gỡ ra phải không? Được. Bây giờ cô hứa với tôi khi mà tôi gỡ nguyện giấy xong rồi đó, cô đừng có kêu nó theo nữa nha. Thì cô mới nói nếu mà thầy làm được thì tôi rất là cảm ơn, tại vì tôi cũng không biết nữa. Rồi tôi mới lên vô Tam Bảo đốt hai cây nhang, là tôi với cô mới nguyện Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Cảm ứng chứng minh hôm nay là cô Nguyễn Thị A cũng đang bị những phần âm theo. Nhờ ơn trên tất cả các ngài, cảm ứng chứng minh hôm nay con gỡ những cái phần vong linh này cho quy y Tam Bảo để được các ngài dẫn dắt tu thiền. Con mới niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật xong lại đóng lại. Thì cổ cũng bất ngờ, cổ cũng bất ngờ, cổ cũng không có tin. Nếu mà mình nói không không cái miệng cổ không tin. Ủa vậy là xong hả thầy? Ờ xong rồi. Vì tôi mới chứng minh thì để cho cổ làm cái niềm tin. Bây giờ con hỏi con á, nếu mà cô có một đứa con gỡ trong bệnh viện đó, bệnh viện Tâm Thành đó, thì khi mà cô làm thủ tục thì bắt đầu là cô gỡ xong rồi cô đi về, thì trong bệnh viện lo cho con cô phải không mấy cô? Phải không? Chàng khóa tay đi. Thì thêm cái ví dụ nữa, giả sử như mình có một đứa con nghiện ngập đi, mình muốn gỡ vô nhà giáo dưỡng, thì bây giờ mình làm thủ tục rồi bắt đầu gỡ cho con mình vô đó, thì trong cái nhà giáo dưỡng thì người ta sẽ trị liệu cho con mình hết bệnh. Thì hết bệnh nó ra thì những cái phần vong cũng vậy. Nếu mà mình gỡ vô đó rồi thì mình không kêu nó, thì con mình cũng vậy. Nếu mình thấy nó bị tâm thần đó mà mình thương nó đó, mình lo cho nó, mình kêu nó về, mình sợ người ta bỏ đói khát ghẻ chốc đó, mình kêu nó về để nó đi theo về. Thành thử ra bà con chúng ta đó thì đừng có những là tư tưởng mà kêu gọi những cái phần âm. Nếu chúng ta kêu nó thì nó sẽ theo. Quý vị hỏi bây giờ siêu mẫu mà học kêu quý vị có đi theo không? Quý vị siêu mẫu kêu đi bà con ơi, thì quý vị đi theo rồi, tại mình đi núi theo ổng mà. Thì mẫu chuyện đến đây là hết. Để cho bà con cảnh tỉnh trong cái những về thông linh này, chúng ta không chiêu cảm cái gì thì cái đó sẽ không thu hút mình. Ê đi lên đây nè. Hello thầy. Alo. Chụp qua. Yeah. Nhất này mình đi thẳng qua vụ đầu nha. Tiếp tục đi thẳng tiến tới. Vô đầu thẳng tiến. Đi lên rồi kia. Thẳng tới luôn ha, thẳng tới luôn ha. Rồi. Thẳng tới vô đầu luôn. Tu hành tâm đạo một mai cứu. Vô đầu tiến bước. Vô đầu thẳng tiến. Sư mùi. Vô đầu thẳng tiến luôn. Lên đây thở không? Quẹo tay phải lên vô đầu luôn. Quẹo phải. Quẹo phải.
quẹo phải, quẹo phải luôn. À, chú Hằng Thơm lâu không? Hả? Chú Hằng Thơm lâu. Đây, à, chắc chui mớ à, chắc đâu chui hết về đường đó luôn. Tại có hai bà cô đi xe đó. Kêu bà nào chui xong bà lên. Bà con tiên hiền dặn bà đi. Trong thật gian ghen nhân tâm bằng giao thiết bình. Xe lên luôn, quẹo tay phải luôn. Là bộ luôn đó. Là bộ luôn ha. Thôi, lý ta. Lạ lạ không quý vị? Ngày mai à, không đó. Chú ơi, đây cũng đây gọt nón ra cúng quý vị. Rồi, mời quý vị mình cúng gọt nón ra để. Thỉnh được cái nón. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa các vị đại diện nơi thờ tự Vũ Đầu, kính đến tất cả chư quý vị. Hôm nay chúng ta lại có duyên lành được trở về nơi Vũ Đầu, một trong những năm non mà Đức Thầy đã cho biết trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Vì cung thỉnh toàn thể quý vị đồng hướng tâm về ngôi thờ ở phía trên Vô Đầu Đồng Xá Ba Xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay là ngày 26 tháng 3 niên Giáp Thìn, tất cả chúng con có trở về nơi Vô Đầu kính viếng một trong những năm non. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thới dân an, bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Xin thành tâm cầu nguyện cho âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng hành Phật đạo. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thận dưới hòa, lần hành hương lễ Phật lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và kết duyên lành cùng Phật Pháp, thuận tiến tu hành cho đến ngày trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng xá ba xá, thay vì lại bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Về non già luôn ước mong, cảm tình lễ thứ tuôn dòng lùi châu. Lời thăm đi cùng khắp đi đâu đâu, hướng thôn bốn đào lâu mối gì. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Mùa xuân chưa có mưa rào, cũng như đào hành sắc màu chưa thanh. Sớm chiều phối sạch lời dân, cầm nơi chanh giác còi thanh đang về. Hỏi
mưa bớt mây, đảo màu siêu việt tập đề là đây. Tinh thần hiệp giếng ngút mây, dẹp cho đó mặt tớ thầy Hà Quân. Lòng thương ba tấn chào các cô ơ. Dù ai mua quán chắc hờn mặt ai, chướng linh dục thuốc đi bên tay. Ê, mình đi dưới đây có cái nhà dưới đó mình đục luôn. Chúc cầu thanh trì thối lai sớm làng, mẹ chung một cuộc chi lan. Trong đà lô bóng đá vàng biết người nhau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tắt cái máy kẹo nó bị hư. Tắt máy này đi, cầm cái này đi. Rồi mà tới điện Hang Thơm. Chưa khoan ở đây, còn cúng kiến gì nữa, cho trên xuống hết đi. Đây là cái miệng hang. Người mà đi ra đây thấy ngon lành là bắt đầu là người ta trung gốc. Không có nói thật sự đi đường nào đâu. Cái tay lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp gồng mây, hãy ráng nghe lời ta mắt trước không dình đạo đức phải phơi thay. Thương dân xuống bút bài đề dân dò ba tấn chớ hề lờ phai. Cuộc thế giới chuyển lay như trong mơ khuyên dân dân tình, hãy lòng lòng mơ mà nghe. Lam kiều hồ lộ văn quê, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Tham cho che hài nghĩ, liều điều vợ xa chồng bằng biểu thế lương. Phong trần dài dàng gió sương, chữ bàn tham báo hồng cờ đua trăm. Còn một cuộc chiếu mạnh dập xe khắp hoàng cầu ó rẽ bọt nơi. Giờ xem cháu ngọc chiều mới, sao ở đời không sớm tắt rồi coi mê. Đều thấy chiếu rồi để đến việc làm thế thảm mắt phàm trần tường lắm bi ai
cùng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng suốt miệt mài đại khuyên. Đây nè, thở giới của thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cùng ân, tu hành gặp cảnh vui mừng mừng tội thay. Nam mô A Di Đà. Là chung cái hang cuối cùng, chung cái hang này về nhà khỏi tắm luôn, tại vì hang thơm mà. Hồi nãy đi hai cái hang đầu tiên, có số mấy cô đi rồi thì cũng quen, có người mới đi vô trọng cũng hơi gung ha. Dán con đứng cái cục thang mà làm cái cầu thang giả lên đó, con kêu bà ép qua bên cái tay phải nè, bà qua bên tay trái hoài ha. Con nói bà qua tay trái hay sao đi, nó bây giờ cái vò mặt á, bà bỏ bên cái cầu thang bên đây, vò trái bỏ qua bên kia. Bà nói vò mặt là vò nào mày? Bà không còn nhớ cái vò mặt là vò nào nữa. Đó là một cái. Rồi cái đến chừng mà qua cái chỗ 13 đó, cái hang mà nãy con làm bà mụ ngồi cổng đó, bà mụ thì cái đầu của người ta đi trước, bà thả cái vò hoài hà. Con nói bây giờ cái vò thả trước thì kéo lên không được, bây giờ rút cái vò cho cái đầu đi trước. Bà nói cái đầu tao đâu? Là không còn nhớ cái đầu. Con nói cái đầu bà ở trên tường cổ chứ đâu, lúc trước cũng còn được ha. Như trọng đung đợt rồi cô kia cổ dắt thằng con trai trong cái hang 13, mà đáng lẽ là bà phải đi trước không, bà thảy cho nhỏ đi trước không à. À, đi trước cái đến chừng cái tới bả đó, con cắm hai đèn cày hai bên nè, vừa tụt xuống bả mệt quá, bả làm một cái khì tắt hai cái đèn cày ngược đó luôn. Hồi nãy trong đoàn bà, hồi nãy bà nào bả gớt xuống cái bệt, bả tắt cái đèn cày hết đường nè, tắt hai cái đèn cày. Bả thở sao hay, để chứ nó tắt từ nay tắt bên kia, nhỏ hơn trước đó, nó đi tới thì nó không biết đường đi, bả sao tới hù bả đi tới cũng không được nữa. Ở trước la làng nói má ơi má, bà ghét lên bà cứu con với má ơi. Bà nói cái này má cứu má còn không gọi, nó phải cứu con làm. Vô đây cái nó rung cái hồi hộp. Mà hồi nãy giờ là cái đoàn mình đi hồi sáng tới giờ đó, là quý vị rất là chu đáo nghe. Cái vụ mà ăn bơm á là chu đáo nha, là chưa có trái nào hết trơn đó, là mình nói thiệt. Tại vì nói chung là đi 10 chuyến là bị hết 10 chuyến luôn, không chuyến nào sót vậy đó. Ở trên thông báo là hột mít với đậu phộng chứ khoai lang là không có được ăn. À, cái đợt rồi đó là con nói là thông báo rồi, mà ba cái mít đó là hậu cần ở nhà người ta ăn. Cái bà kia tối có ba ăn đâu hai hộp, bà đưa cho nội, bà nói còn hai hộp mày ăn giùm tao cái mít núi mẹ ơi. Con nói nội không có được, con biết lên đây ăn không xong, bà nói mày nghe lời tao, mít này nó thơm lắm không ăn luôn. Rồi đến chừng mà vô tới cái hang 13 đó, nó đứng lên cái vai con, tao nói từ cho nó bắn xuống cho mày coi. Bà ở sao bà lãnh đạn luôn, cái bên mà nói thằng quỷ mày không gán mà ém giùm tao cái. Con nói con không ăn rồi mà tại nội ép con. Mà bà cũng dằn hay nha, bà dằn từ cái hang mà hang ông thẻ, bà dằn qua tới 13, tới cái hang thơm, cái chỗ này là cái hang cuối cùng đó. Cái lúc đó đó con hai cái giò nó tút trong cái đầu đưa ra ngoài, giống như tài thiên bị đá đè. Tại vì ló ra đặng cái đường hang này đi, quý vị chút để ý nha, khi mà xuống cái miệng hang từ trên á, có nghĩa là chúng ta cứ tay với đầu tới hoài luôn nghe, chứ không có được đi dò tới nha. Tại vì dò tới là mình không có đường quay trở lại, cho nên cứ phân tới gì hoài. À, đến chừng mà cái giờ mà đi lên á, nó có cái cục đá cắt gì nè, là mình phải nhấn mình giống như con rắn đó, bắt đầu của chúng ta mới tròn xuống. Rồi bắt đầu con ló cái đầu ra ngoài nè, cái bả đầu cái bả bò qua, bả ép mình làm như bả ép tự thiên ngực, bả dồn xuống, bả dồn từ nha, xuống tới bụng người bả đạp nó, bả làm cái tít lúc đó đâu có bật được, dùng tay dò nằm trong ló cái đầu không, bả thảy cái ngất ngư ở trong đó luôn. Ta nói không có đường nào mà thở với bả được hết trơn á. Mà cô bác ý vô trong đây không cần nhiều, chừng 2cc thôi là cũng đủ mệt rồi. Mà nói chú ơi thông cảm, tại giờ dằn hết được.
Thì cảm ơn quý vị, hồi sáng tới giờ hai cái hang mà ba cái hang luôn chứ có người đi được bốn hang luôn. Tại vì cái hang đầu tiên là cái chỗ đó là ba hang ha, mà đây là cái 13 đó là bốn hang mà chưa có trái nào trên là quý vị cũng tốt cho lắm rồi đó. Thì bữa nay là cái trời mưa gió như thế này là con á, tối đêm nay đó là con xin giới thiệu với cô bác mình một cái tiết mục mà rất là vui nghe. Là Quốc Trung cái này ổng mướn cái đoàn ảo thuật từ thành phố Hồ Hô Hô trở về đây phục vụ cho cô bác. Là đêm nay là cái đêm ảo thuật nha. Anh em nói chuyện đạo xong là tới cái màn ảo thuật. Giấy sẽ hóa thành tiền, muốn bao nhiêu cũng có. Và nhỡ dây sẽ hóa thành dây chuyền. Ai mà lựa dâu chưa có vòng hóa thành bộ vòng xi men. Ai mà đồ ướt mà không có đồ đưa miếng giấy thổi cái hóa thành bộ đồ luôn. Đó, quý vị đón xem tiết mục này, chừng nào chương trình đạo đức xong sẽ có cái màn diễn để mình triết lý đạo đức ở trong cái chương trình ảo thực. Tối đêm nay quý vị mình nhớ là đừng gửi hội trường nghe, đêm nay là cái đêm cuối cùng quảng cáo trước, đặng quý vị chuẩn bị mua vé, chừng nào cúng kiến nói chuyện đạo xong mình sẽ tới cái màn ảo thực. Giờ đây cái kỷ niệm cái vùng mà rất là trang nghiêm đẹp như thế này thì không phải tự nhiên mà có. Hồi trước đó là đường đá đường trở đi gian này không, mà tại sao có cái chỗ ly kỳ như thế này. Mời quý vị hướng mắt về sân khấu, xin trân trọng giới thiệu Đề Phước sẽ kể lại quý vị nghe sự tích ở nơi đây. Xinh đẹp nhờ có muôn hoa, người tu nhờ có nếp na dễ dàng. Hả, mình trời mưa cũng dỗ sớm vậy đó hả? Thôi lỡ dỗ luôn đây. Quá đòn mạnh giờ nói hạ quơ biết hết đời sao này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lạy kính đức thầy. Kính thưa toàn thể chư quý vị. Thì cái tay không ăn điểm sau cùng là chúng ta chung hang này nữa rồi mình sẽ đi về. Nhưng mà thôi Phật ơi, cái hang này mình để dành đây. Bấm giùm cái coi tắt cái, bấm nút tắt vuông vuông. Em thấy dịnh cái quần cho nó chắc lại đi. Nó nói cho tôi thủ tôi đi trước mà. À, mời cô bác đứng lên đi. Bây giờ là nhớ là cái hang này là cái chỗ trên sướng nó bắt đầu qua nhiều năm quá rồi, người ta đi quá là nhiều ảnh hưởng qua cái mùi thơm ngày xưa nó không còn, bây giờ nó đổi qua cái mùi khác rồi. Ra giờ quý vị hãy tin tưởng đây là một cái hang rất là linh thiêng màu nhiệm. Nhưng mà để tối đi rồi về có thời gian kể sơ sơ cho quý vị nghe, chứ giấc này mình kể cái hang này cái mình không có thời gian để chung hang. Cho nên giờ mời quý vị cúng bắt đầu chúng ta sẽ đi hướng về chánh điện kính lễ Đức Phật ba xá, chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay phái đoàn chúng con hiện diện trước hang thơm, xin cầu nguyện Đức Phật chăm quan chư vị cho đoàn chúng con được vào trong hang kính giếng. Nhờ ơn các ngài từ bi ban bố phước lành gia hộ chúng con được nhiều sức khỏe, đi vào trong hang gặp nhiều điều may mắn tốt lành, khi trở về nhà được giải quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và sớm phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bốn xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xá ba xá. Và xin thông báo một lần nữa, cái hang này thì siêu mỏng với siêu vừa vừa đi, còn siêu dày quá thì quý vị ngồi trên chờ nha. Dày quá thôi mình ngồi trên đi. Còn mà con thấy cái đoàn mà đợt này dày không có mấy người, thì quý vị cứ việc đi theo tụi con nha. Ai siêu mỏng? Bây giờ đi gần khỏi khỏi đi nhỏ nhài. Ai Phạm ơi, ai mấy anh em nào mà mấy anh em nào phía trước cho hai ông nam tôi đi theo cặp kè này coi. Ông cho anh mà Sơn với đệ Hậu đi kế mấy người nam đi. Có ai vô không nữa không Vũ? Bằng mình ai vô nữa không? Rồi, rồi, Phạm đi trước đó. Ai nữa?
Cái có ai đi kế mấy mấy người nam này cho mà nhờ nhờ cả hàng nam này đi trước cái anh người nào có đi đi đi, đi kế mấy ông lão đi. Lấy cái kiếm của nó lại gọi đi. Không là cho mấy ông già đi trước, bọn người đi rồi kế là Sơn Duy với Đại Hậu. Đi tận mà không đi mà sao đi được. Rồi, mấy mấy cô nữ mình nhờ nhờ cho mấy thì lột đồng hồ lại nha. Ai có điện thoại thì quý vị mình để lại điện thoại hết nha, không có đem được nha quý vị, tại vì cái hang này không phải giống như cái hang kia. Đồng hồ, điện thoại gửi lại, không ai được đem đồng hồ điện thoại đồ đâu nha. Ai mà có đeo đồng hồ tay thì quý vị mình lột ra. Giống như mấy lâu không? Dạ không. Chị Hán, con có bị cô chú đây. Dạ rồi, quý cô bác mình đừng có đem điện thoại theo nha. Cái hang này quý vị mình đem điện thoại không có được. Đây là kế cô Năm nè. Phật Nam Mô A Di Đà Phật. 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 À quý vị có mang dép thì bỏ dép ra nha. Cái hạt này mang dép không được nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Điện thoại bỏ lại nha quý vị. Bể hết. Dạ cô bác mình ở phía sau mình ngồi lại đi, cái hang này nó chậm hơn mấy hang kia lắm. Rồi, mạnh quá, vỗ tay ơi. Đây tới người thứ hai nè, tới người thứ hai nè. Đó, vậy là được rồi, vậy là qua, vậy là khỏe rồi. Mình mấy vô. Ờ vậy này là xuất sắc luôn rồi nè. Đó, qua lên vỗ tay ơi. Bạn ơi. Đấy, ai đi nữa chở vô tới nữa nè. Nè, tới nữa nè. Có ai đi hang đi nữa nghe, chở vô tiếp tục. Anh Út. Này. Đó, đi được nè, nó không dễ mà. Em không có. Có chân đâu, có chân đâu. Tự đô con dữ lắm. Tự đi á, có dịnh. Cầm cơm cái đầu. Hả? Quen người ta lên với lâu lâu quen. Rồi. Lên rồi. Quá rồi. Cái dầu của bà nào gấp nè? Không biết. Đây đây đây. Để đây nè. Cái nào lụm được xem mình để đây hết. Đây nhận đây lấy. Mấy ông tiên thành cái hang này giống như trường. Đó. Đó. Chui bên kia, chui bên kia, qua bên đây. Cái không giờ nè, chỉ hai bên thôi. Mấy bà con này không ai đi hết. Lóc sao
không có tay cách sao mà mình cũng vô vậy đó. Chưa, không phải, không phải gì đó, đang quay đó. Cái này là bò chưa mà. Kéo quần đầu ngoài mấy chưa hàng cực khổ gì đâu. Chưa, ông dừng quá, còn quần. Còn quần. Còn. Hỏi tủ quần dài không vậy? Kéo quần dài rồi. Cái đó là nó con mà lại tiếp sao lớn con cũng trước. Hỏi đồng hồ rồi đó. Trải nghiệm dạ quên quên cho mấy quanh không biết bây giờ không có nhớ không có mừng tụi mà bỏ chắc không đường đi vô mấy chính xác thì dạ cái dầu kìa bà con ơi ai nãy kiếm kìa cái dầu kìa ở đây ngồi mát không anh xe ca đi mày đừng có vịnh quá mà vịnh khó lên lắm tự ta bò nó dễ lên chăm khúc này á còn ở trong là có nước để chạy chứ là mà nó tối này nè lên cái đèn kia nữa.
Nghiệp ngay thì có. Cô đừng có ngóc cái đầu lên nha. Rồi bỏ thẳng ra đi cô. Bỏ lên luôn, đừng ngóc lên nha. Bỏ lên. Rồi, rồi ngóc lên đi. Nữ đó, nữ đó. Thấy chưa? Đó, đó, bà này cũng vô. Vô mình. Bỏ lên đi cô. Hay nhớ. Quá tuyệt vời lắm rồi. Sau này mẹ tỉnh này đầu đi mẹ chị nè, hình dung cái người này đi thì em sao chị gan gì đó cái chị không cái chị mà ở trên này đó. Ủa sáng hồi nãy chính nói đi hang mà cái mình con có nhiều tuổi mà con nói cha chặt mẹ đẻ rồi con mới đi không còn tôi nè anh biết hàng qua tuổi nè mới đi đó mới đi đó rồi đi rồi học đầu xuống cảm ơn cô đó nghỉ học này qua được là còn cô đi qua được đó không có chọn cái chồng mà sẽ có cái gì đây mà nha tao mượn nhà thấy không? Nè nè anh lên trên đây nè anh ngồi anh quay người ta cái này mệt mà anh quay cái này sao mà được? Rồi nghiêng qua nghiêng qua. Nghiêng qua rồi. Cái đầu xuống cô ơi.